Mở đầu chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị hãy cùng quay trở về với sân khấu ca nhạc Cô Dâu và Chú Rể. Chào đón một giọng hát đến từ thành phố Vinh. Tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Nga sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên dành tặng cho Cô Dâu và Chú Rể và gửi tới quý vị tại thời hôn trường. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Đầu tiên cho phép Thanh Nga xin gửi tới toàn thể quý vị một lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc có tên gọi Chỉ Tại Dòng Sông Đa Tình. Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Môi hồng mà sống thì dài và mấy nữa.